Xin chào tất bạn. Hôm nay tôi sẽ làm video hướng dẫn truyền thông Modbus TCP/IP giữa Arduino Internet Shield với cái WinCC của Siemens hoặc là Gateway OPC Server. Cái bài này là để chúng ta kết hợp giữa cái vấn đề tự động hóa là WinCC Siemens hoặc là Gateway OPC Server với Arduino. Ở đây chúng ta sử dụng cái Arduino Arduino 2560 Mega 2560 các cái để kết hợp giữa Arduino và thiết bị các cái phần mềm SCADA để làm cho cái hệ thống chúng ta trở thành nó rất là hữu dụng. Đây, bây giờ chúng ta cần các thiết bị gì trong cái bài tập như thế này? Đây ạ, trước tiên ta lướt qua cái công cụ để cho cái bài tập làm bài tập như thế này. Thứ nhất là các công cụ cần thiết, chúng ta cần một cái Arduino, Mega 2560 nha. Mega 2560. Arduino Mega 2560. Phần mềm Ethernet Shield, cái board Ethernet Shield. Và chúng ta cần một cái board mạch để chúng ta mô phỏng các cái ngõ ra input và ngõ vào ngõ ra output và ngõ vào input với những nút nhấn này, các tín hiệu analog đầu vào hay digital output là các đèn LED để chúng ta thí nghiệm. Và cái công cụ WinCC 7.4 của Siemens, các bạn nào mà lập trình Siemens, các bạn nào lập trình cái tự động hóa PLC Siemens, các bạn đã hiểu biết được cái phần mềm WinCC 7.4 SCADA này thông qua giao thức Modbus TCP/IP để chúng ta kết hợp với Arduino Ethernet Shield để truyền dữ liệu giữa Arduino với WinCC. Modbus, phần mềm mô phỏng Modbus Simulation, Gateway OPC Server. Cái Gateway này là cũng một phần mềm để mà thu thập dữ liệu trung gian, để có thể thu thập dữ liệu từ Modbus TCP/IP giữa Arduino với máy tính. Mình đang cài phần mềm Gateway đây. Finish. Rồi, đây là một số hình ảnh của cái thí nghiệm, cái bo thí nghiệm chúng ta. Đây là cái bo thí nghiệm. Sau đó chúng ta có một bo Arduino Nano kết hợp với Ethernet Shield. Ở đây có hai con Arduino Nano với cái module Wi-Fi LoRa. Nhưng mà trong tương lai chúng ta sẽ làm một cái ngôi nhà thông minh bằng việc là Arduino. Mình sử dụng cái Arduino Mega 2560 này làm gateway, tức là nó sẽ thu thập toàn bộ dữ liệu từ các cái thiết bị ngoài vi, các cái thiết bị ở trong nhà, từ bóng đèn cho đến các cái thiết bị trong nhà đình của chúng ta, nó thu thập toàn bộ dữ liệu và đưa về gateway. Và cái gateway này sẽ truyền thông với, có hai cách là gateway này sẽ thu thập dữ liệu với các cái thiết bị ngoài vi thông qua mạng LoRa, và cái gateway sẽ truyền thông với máy tính thông qua giao thức Modbus TCP/IP để lên các phần mềm SCADA. Sau đó chúng ta sử dụng cái phần mềm SCADA để làm một cái máy chủ server thu thập dữ liệu và có thể truyền dữ liệu qua Internet, hoặc là nó có thể là một server để điều cho các cái thiết bị di động điều khiển qua các thiết bị trong gia đình chúng ta. Cái vấn đề chúng ta hiện nay rất là cái quan trọng của chúng ta là tìm mọi cách để giảm giá thành của sản phẩm. Bây giờ chúng ta đang nghiên cứu, mình đang nghiên cứu là tìm mọi cách để thiết kế xong là mình làm sao để giá thành của một cái thiết bị trong gia đình càng ngày càng giảm, để khi đó nó mới ứng dụng được thực tiễn. Hiện tại thì cái giá thành của nó tương đối cao. Một thiết bị điều khiển khoảng chừng 6 nút nhấn thì giá thành của nó dao động gần 1 triệu đồng. Nó điều khiển và thu thập dữ liệu, điều khiển mà thông qua mạng Internet
hoặc là thông qua các cái mạng wifi, dùng các cái công cụ khác. Rồi, đây là một cái tổng quan của mình, là có cái bo thí nghiệm tín hiệu analog được thu thập và đưa đây tín hiệu analog được thu thập dữ liệu và đưa vào cái các analog input của Artemiga. Cái này đang làm thí nghiệm. Rồi, cái thứ hai là cái tín hiệu digital output sẽ được xuất ra các cái tần LED này để chúng ta quan sát. Và cái Arduino Nano này nó sẽ thu thập các dữ liệu analog về và lưu trong các cái địa chỉ thanh ghi modbus register để máy tính có thể thu thập dữ liệu từ Arduino Nano này, Arduino Omega. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lướt qua cái phần mềm WinCC 7.4. À đây, chúng ta cài cái phần mềm, vì trên máy tính nhà mình cài WinCC 7.4 trên máy ảo, nên là giữa chú ý là giữa máy ảo và máy thật và Arduino phải làm nằm trong một mạng LAN. Các cái IP address của Arduino hay là máy tính thật và máy tính ảo của chúng ta nó phải nằm có cùng một cái lớp mạng IP của nó. Rồi, đầu tiên mình nói về phần mềm WinCC 7.4. Task Management. Cái phần Task Management này chúng ta sẽ xem cái phần driver ha. Xem cái phần mode bridge. Đây, cái phần WinCC chúng ta có cái phần Task Management là cái phần quản lý các cái driver kết nối. Thì chúng ta quay sang bên này. Có cái phần mode bridge TCP/IP đây. Đấy ha. Đây là mode WinGC. Thì coi version bao nhiêu ạ? 7.4 Service Pack 1 Update 1. Đấy, chúng ta làm lại add driver. Rồi mode bus TCP/IP. Đầu tiên mình chuẩn bị môi trường như WinGC trước. Mode bus TCP/IP. Rồi, khi mình có mode bus TCP/IP đây rồi. Thì lát nữa chúng ta sẽ tạo ra các cái group. Rồi ha. Graphics. Bây giờ mình sẽ qua đằng này. Bây giờ chúng ta chuẩn bị WinCC 7.4 graphic và cái tag connection. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay qua cái máy ảo. Rồi, tag management, đầu tiên thì chúng ta sẽ tag management. Đây, thứ hai là graphics. À, những cái này thì mình sẽ chuẩn bị sau. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu sơ thôi. Graphic để thiết kế cái ra giao diện. Đây. Rồi, now start preparation, chuẩn bị ha. Bước thứ hai là chúng ta rồi, bây giờ cái quan trọng phần 2 là chúng ta chuẩn bị Arduino và chuẩn bị cái phần mềm Modbus TCP/IP library. Bây giờ lát nữa mình sẽ upload cái library này lên trên mạng cho các bạn để các bạn lập trình. Ok, chúng ta lên mạng, chúng ta sẽ download cái library hỗ trợ Modbus TCP/IP. Còn nó có tên là MGS Modbus TCP/IP Internet. Rồi. Rồi, ở đây chúng ta có hai phần mềm là Modbus MGS Modbus Test Masters và MGS Modbus Test Slave. Chúng ta sẽ thực hiện việc là sử dụng cả cái library này. Vậy chúng ta copy một cái Modbus Test Slave chuẩn này vào một trong cái Arduino này, bài tập.
paste. Ở đây chúng ta tạm thời paste ở đây. Chúng ta chú ý nó có hai cái MSJ Modbus này. Chúng ta phải copy cái vào thư viện library của. Ở đây mình không nói nhiều về vấn đề Arduino. Ở trong Arduino chúng ta có cái trong ổ C nha, có phần library này. Chúng ta phải copy cái Modbus library vào trong này. Đây này, MSJ Modbus. Đây, nó có hai đuôi là CPP đuôi chấm hex. Nếu các bạn không có cái này, bạn sẽ không lập trình được. Ok, quay ra phần Documents Arduino. Đây, Modbus. Rồi, ta mở cái phần Modbus lên. Đây là một cái chương trình mẫu của người ta lập trình sẵn. Bây giờ mình sẽ modify cái chương trình này để đọc tín hiệu analog analog từ cả cái thiết bị về. Sau đó chúng ta hiển thị lên trên cái máy chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ xóa bớt một số cái không cần thiết. Zero print series dust. Những cái này nó không quan trọng lắm. Chúng ta sẽ ok for the delete. Rồi, bây giờ chúng ta chúng ta download cái phần mềm MSJ Modbus CPP cái này trên mạng nha. Tí là mình sẽ upload cái thư viện này lên cho các bạn để các bạn dưới video luôn để các bạn sử dụng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ viết cái chương trình của nó. Đầu tiên chúng ta quan tâm đến cái máy tính của mình. Máy tính của chúng ta IP address là bao nhiêu nha? Vì chúng ta đang sử dụng cái card thứ hai này này. Card này này. Do vậy chúng ta để ý là nó 192.168.10.13 là địa chỉ của máy tính. Còn chúng ta gán địa chỉ của Arduino là .10.10. Rồi. Và 192.168.10.10.1. Ok. Ta sang MSJ.10.10.1. Ok. .10.10 ha. IP addresses gateway and subnet. Modbus server. Ok. Để chúng ta chú ý là chúng ta đang sử dụng Modbus test slave. Rồi chúng ta save cái dữ liệu này lại. Đầu tiên chúng ta cái giới thiệu qua cái phần nền này. Cái MSJ Modbus để phía dưới này chúng ta khai báo các địa chỉ. Rồi phía phần setup thì chúng ta cái cấu hình cái Ethernet begin MAC address IP gateway subnet. Tức là nó có cái hàm bên này này. Rồi. Cái này là để in dữ liệu các cổng truyền thông nối tiếp thôi, không quan trọng lắm. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện việc là đọc ghi các tín hiệu analog từ các cái chân của nó ra các cái Modbus, địa chỉ Modbus. Bây giờ chúng ta sẽ thay vì chúng ta sẽ lập trình từng câu một, chúng ta dùng lòng vòng lặp for để chúng ta viết chương trình cho nó dễ đơn giản hơn. For integers chúng ta sẽ viết cái chương trình nha. Viết chương trình là for thì ta gán các tín hiệu analog vào trong cả cái Modbus này này. Analogs. Ở đây cái hàm này là đọc dữ liệu analog từ chân số 1 đến chân số 8 của bo Arduino Nano Arduino Mega. Rồi. Và chúng ta gắn một cái nữa là chúng ta muốn điều khiển các cái con led ngõ ra của Arduino thì chúng ta sẽ viết theo kiểu này. À,
chúng ta phải lấy cái chân ở trên cái màn hình đây này. Ở cái phần digital output thì chúng ta sử dụng chân 2223, 2224, 2628 là digital output của cái Arduino. Do vậy chúng ta sẽ khai báo cái phần setup. Pin mode. Tương tự như vậy thì ta copy paste thôi. Rồi, ta làm 3 cái thôi, 2224, 24 và 26. Và chú ý chúng ta đây. Chúng ta mở cái phần board Arduino Nano Arduino Mega này. Chúng ta để ý là trên trên này á, cái phần 22 24 26 28 là một cái dãy này. Một cái dãy từ chân số 2 từ đi. Nó là các cái digital output. Cái chân đầu tiên là VCC nha. Đó. Do vậy á, vì nếu chúng ta sử dụng một đường thẳng này thì nó là số chặn 22 đến 24, 22 23 24 25 26 27 như từ đến 50 mấy chân ạ. Đấy. Chúng ta khai báo cái chân này, khai báo các cái chân là đó là sử dụng ở ra output. Ở phía dưới này chúng ta sẽ ghi dữ liệu digital write. Chân 22. Phải. Ở đây chúng ta có cái từ mode bus cho đến mode bus 8, hồi nãy chúng ta là for i nhỏ hơn 8 mà. Từ 0 đến 7 là i cộng cộng, 8 là dừng lại. Do vậy chúng ta sẽ sử dụng tiếp tục là 9, 10, 11 thôi. 10, 11 và 12 để chúng ta thực hiện điều khiển các led ngỏ ra. Ở đây lát nữa mình hướng dẫn cho. Mình sẽ đọc từ chân số 8. Hồi nãy mình đã làm 7 rồi, chân số 8. Không đến 7 tức là 8 lên tiên. Ctrl C. Ở đây cái hàm này là chúng ta sẽ vì cả cái địa chỉ dạng dữ liệu trên này gọi là dữ liệu integer hoặc là dữ liệu integer 16 bit, 8 bit hoặc 16 bit tùy theo chúng ta. Ở đây chúng ta là dùng integer là 16 bit. Thì khi mà chúng ta dùng cái hàm này, chúng ta tách một bit cuối cùng của cái dữ liệu đó để làm tín hiệu điều khiển. Bài này chúng ta sử dụng luôn tín hiệu. Lát này mình giải thích tại sao sử dụng tín hiệu kiểu này. Mode bus 81 tương tự như vậy. Chín, mười. Ok. Ta thử build cái cả được không? Rồi bây giờ chúng ta nó bị báo lỗi là bit read require arguments about only one given. Rồi. À đúng rồi, cái mode bus này chúng ta thiếu một cái dấu ngoặc. À sorry that's
là chúng ta đã sửa xong cái chương trình. Mình giải thích chương trình một chút xíu. Về phần phần loop, void loop là phần vòng lặp, thì phần này là phần setup. Ở phần set void chúng ta sẽ đọc tín dữ liệu từ chân 0 đến chân 7. Chân 0 đến chân 7 là cái dữ liệu analog input, và cả cái chân từ 22, 23, 224, 26, 22, 24, 26 đến 22, 24, 26 là đọc cái dữ liệu, là nó sẽ là tín hiệu digital đấy. Lát nữa mình giải thích tại sao lại sử dụng cái thanh ghi 16 bit để điều khiển chỉ có một cái ngõ ra digital input thôi, output thôi. Nó sẽ lãng phí cái địa chỉ dữ liệu trên cái bộ nhớ của cái video, của thiết bị video khiển. Ok, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái chương trình. Bây giờ chúng ta thử download chương trình xuống Arduino. Chúng ta chú ý thì khi cắm Arduino vào, chúng ta sẽ kích nút phải chuột Manage. Rồi, Device. Rồi. Arduino chúng ta là Mega 2560, là COM6. COM6 nha. COM6, vậy thì chúng ta kiểm tra Modbus Tool này. AT Mega 2560. Rồi, Mega 2560 chọn rồi, và COM6. Đây. Rồi xong. Rồi chúng ta thử download chương trình xuống. Ctrl S. Download. Đây, chúng ta download chương trình xuống bộ Arduino. Rồi. Vậy thì chương trình Modbus đã được download xuống Arduino. Bây giờ chúng ta sẽ thay đổi các giá trị analog để chúng ta đọc cái dữ liệu. Thay đổi các giá trị analog này để chúng ta đọc dữ liệu về căn Arduino Mega 2560 và đưa về máy tính như thế nào. Chúng ta sử dụng phần mềm Modbus Simulation. Ta sẽ sử dụng phần mềm Modbus Simulators, Modbus Phones. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ connection. Đây. Bây giờ chúng ta sử dụng cái phần mềm Modbus Phone để đọc cái dữ liệu từ Mega này. Cấu hình connection. TCP/IP 192. Ta chú ý ta chọn Modbus TCP/IP, sau này chọn cái địa chỉ 192.168.10.10, nó chính là địa chỉ khi chúng ta lập trình này, 192.168.10.10. Rồi, chúng ta OK. Rồi, để toàn bộ dữ liệu nó sẽ đọc lên trên chỗ máy tính. Đây, chúng ta sẽ function setup display coins function. Chúng ta đọc là 12 dữ liệu này. Alias. Đấy, vậy tín hiệu analog từ các cái tín hiệu analog ở đây nó sẽ đọc lên Arduino Mega, và chúng ta dùng Modbus Phone để chúng ta mô phỏng. Bây giờ chúng ta thử thay đổi cái A0 nha. Bây giờ chúng ta thể A0 đây này. Chúng ta thay đổi dữ liệu xem. Đó. Đó. Khi thay đổi cái giá trị A0 thì cái giá trị nó thay đổi theo, đó là tín hiệu analog. Rồi. Của cái
Bây giờ chúng ta kiểm tra chân số 22 thử. Ta lại kiểm tra lại chương trình chứ. 22 là output. Và ở đây chúng ta chọn 22 23. Rồi. Ta delete chương trình này đi. Vì viết chương trình nhầm lẫn nha. Bây giờ chúng ta 22 là 8 này, 9 này, 10. Chúng ta lập download lại. Rồi, don't download. Chúng ta kiểm tra lại. A0. Một bus 0 phải một bus y chứ. Rồi ha, xin lỗi nha, chương trình ở đây bị lỗi. Đây là chúng ta một bus y bằng AI. Chúng ta send. Rồi, ta kiểm tra. Đợi xíu. Rồi, như vậy thì chúng ta thử thay đổi cái A0. A0 lúc này nó bị gán bằng 0 rồi. Vậy chúng ta phải đây tính từ 0 này. Mình nhầm nhá. A0 là y từ bằng 0 đến 8. Rồi. Rồi, như vậy A0 đã hoạt động. Bây giờ chúng ta sẽ thử thay đổi. Đó. Khi thay đổi giá trị biến trở thì chúng ta sẽ có được cái giá trị đầu vào nó thay đổi. Đây. Rồi, bây giờ chúng ta đã được thành công là trong lập trình Arduino Mega và đọc giá trị analog đưa lên một bus rồi. Rồi, bây giờ cái chương trình này sẵn là mình sẽ upload lên video cho các bạn xem. Bây giờ chúng ta qua sang cái phần máy tính. Rồi, chúng ta có thể sử dụng cái phần mềm Capware OPC Server để làm ha. Giới thiệu luôn cái phần Capware OPC Server này. Mình làm lần Capware trước đi. Bây giờ chúng ta sử dụng modbus TCP Arduino và đọc dữ liệu lên Capware này. Capware đọc dữ liệu nè. Bây giờ chúng ta mở cái phần Capware lên. Đây là modbus phone là mô phỏng nha. Capware là một cái phần mềm OPC. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mở Capware lên. Chúng ta cấu hình. Bây giờ chúng ta tạo một cái kênh new channels. Ta modbus này, tìm chữ cái modbus TCP/IP, modbus layer, modbus TCP/IP Ethernet. Rồi. Rồi, chúng ta chọn kênh next. Đây, quan trọng network adapter nha. Chúng ta đang sử dụng cái network adapter là chúng ta ở trong cái máy chúng ta có nhiều card lắm. Để chúng ta xem này, network kích nút phải chuột để chúng ta xem. Managed adapter này, chúng ta có rất nhiều các màng ở trong máy tính. Vậy chúng ta đang sử dụng cái card là card LAN này thôi. Do vậy chúng ta cấu hình cho đúng. Nếu các cấu hình sai nó không hoạt động. Cấu hình 192.168.10 đây. Đây là card màng của nó. Đầu tiên trước khi chúng ta ping thử coi. Run. Ping cái Arduino nha. 192.168.10.10. Đấy, như vậy là máy tính và cái Arduino truyền thông rất tốt. Và mình có một cái máy ảo. Máy ảo này. Máy ảo này có địa chỉ IP là bao nhiêu? Máy ảo cũng có hai các màng lận. Để ta xem các màng nào là. Đây là không các NAT. Đây các này. Đây,
192.168.10.14. Vậy là xin lỗi nha, ping. Như vậy này, chúng ta đang kiểm tra lại. .10.14. Rồi, vậy là máy thật và máy ảo hiện nay đang có vấn đề. Gửi 4 dữ liệu nhận 4 lot 0. Làm lại. Rồi, nhận được rồi. Truyền thông được rồi ha. Bây giờ tại sao cái này lại truyền thông không được? Ta viết sai có dấu chấm hai chấm sau này. Sen rồi, về máy ảo và máy thật đang kết nối với nhau chưa được. Rồi, là chúng ta xem sau nha. .10.14. Tạm thời chúng ta delay cái. Bây giờ chúng ta tiếp tục sử dụng cái Capway OPC nha. Rồi chúng ta sử dụng 10.13 máy tính cho next. Rồi. Rồi, chúng ta đang sử dụng port 502 và chúng ta để ý cái phần này này. Cái phần modbus port của nó. Đây. Port mặc định của cái Arduino là 502, ID của nó, ID mặc định của nó là 1 đây. Unit ID là 1. Đây chúng ta sử dụng để cấu hình. Rồi, nhấn finish. Rồi, như vậy chúng ta đã cấu hình kênh số 3, rồi add kênh. Device next modbus next. Rồi bây giờ chúng ta nhập địa chỉ IP và phía sau này chính là ID của nó nhé. ID của chúng ta là 1 và địa chỉ của nó là 192.168.10. Rồi, .10.1 à cho đi .10.10. Next. Đấy. Cái demos failure không quan tâm. Rồi ta tiếp tục. Đây, port 502 và TCP/IP. Next. Rồi. Next. Finish. Rồi, như vậy chúng ta cấu hình tiếp tục. Bây giờ chúng ta đưa địa chỉ vào này. Bây giờ chúng ta ví dụ như là D1 cái này gọi là analog. Analog 1 có địa chỉ là 40001. Chúng ta chú ý là đọc thanh ghi là mode
register của nó là 4 đầu tiên, 3 số 0 và 1. Rồi. Khi đó chúng ta sẽ dùng cái lệnh duplicate tag. Rồi. Chúng ta sẽ có địa chỉ tiếp theo. Rồi, save. Rồi. Chúng ta test thử. Cái device system. Đây. Chúng ta có các cái dữ liệu modbus, nó sẽ đọc về các cái client. Đây là quick client mà, modbus client. Gateway OPC sẽ đọc toàn bộ dữ liệu về đây. Chúng ta reset cái event log này. Đó, toàn bộ data sẽ được đọc về cái kênh 3, các bạn thấy không? Bây giờ chúng ta sẽ mở modbus để so sánh giá trị đọc. Đây, giá trị đọc là 886888 đây. Là Gateway OPC và cái modbus so sánh, modbus poll này đều đọc giống nhau. Như vậy dữ liệu chúng ta đã được đọc về trên các cái kênh chúng ta xem được. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tạm thời chúng ta để cái để vậy luôn. Ta qua cái phần máy tính. Rồi. We use Gateway OPC Dorn. Bây giờ chúng ta sử dụng WinCG 7.4 để đọc read Arduino truth and modbus TCP IP. Ok. Chúng ta quay lên máy ảo. Vì máy ảo chúng ta đang bị tình trạng là cái các mạng vấn đề. Nhá, ping lại nhé. 192.168.1.10.10. À đây. Destination hard unreachable byte. Mình bị mất một tín hiệu dữ liệu. Rồi rồi. Như vậy rằng mặc dù ấy nhưng mà cái phần mềm cái máy ảo chúng ta đang kết nối được với Arduino. Arduino là 1.10.10 nhưng mà. Rồi, bây giờ khi mà kết nối thành công rồi chúng ta tạo một cái tag management này. Một bước hồi nãy chúng ta vừa tạo đấy. New connections. Rồi. Chúng ta tạo group 1 đi. Rồi, chúng ta set up cái connection parameter cho nó. Ở trong này có cái phần modbus TCP chúng ta có là 984 này nha. Driver của nó là compact quantum, cái này là modicon modbus premium micro, cái này modicon chúng ta sử dụng cái con 984 này này, general use. Đây ta set up 192.168.10.10. là địa chỉ IP của Arduino Nano, Arduino Mega đó. Và cái slave address của nó là số 1 port 502. Ok. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ set cái gắn các địa chỉ analog. Analog 1. Chú ý là chúng ta sử dụng là 16 bit thôi. Chúng ta sử dụng 16 bit thôi. Ok. Rồi, và địa chỉ, ta gắn địa chỉ cho nó này. Address. Đây. Cái quan trọng nhất là address. Modbus thì chúng ta sử dụng holding register và địa chỉ là 14001. Ok. Như vậy, tương tự như vậy chúng ta sẽ tăng cái địa chỉ này lên. Mình đọc đến 10 12 11 dữ liệu. Rồi.
và cái giá trị địa chỉ của nó tự động tăng theo 1, 2 cho đến 11. Đây là tên, đây là các địa chỉ. Địa chỉ này rất quan trọng, nếu ta set up sai thì nó không hoạt động. Rồi, ta save. Rồi, chúng ta vào cái phần WinGC Graphic, chọn New PDF Pictures, ta chọn nó là cái Startup Screen, Define and Start Pictures. Rồi, chúng ta chọn rename nó đây. Cái này gọi là main. Rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đưa cả cái IO ra. IO fuse. Tag của nó là analog. Analog 1. Nó không sắp xếp theo thứ tự ha. Ta đã chọn thời gian update của nó là 250 mili giây. Ta phóng to cái số lên chút xíu. Ở đây ta giảm kích thước form cho dễ thấy, 800 thôi. Rồi. Ok. Rồi. Vậy chúng ta copy paste. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Còn hai cái nữa. Rồi. Là chúng ta có hai cái đèn nữa. Ta gắn cái địa chỉ này cho đúng nha. Số 2. Ok. Số 3. Số 4. Số 5. Chúng ta sẽ ngắt cái video này để làm cái video tiếp theo.